Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 22 tháng 4 trên kênh VTVN và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, đối với khu vực Bắc Bộ và Bắc Miền Trung, nắng nóng sẽ gia tăng trong những ngày cuối tuần này. Nhiệt độ ban ngày sẽ tăng lên mức từ 32 đến 34 độ tùy từng khu vực. Trong đêm nay, rãnh thấp trên độ cao 5.000 m di chuyển từ phía Tây sang nước ta, tiếp tục gây mưa và mưa rào rải rác vài nơi. Sang đến ngày mai, miền Bắc trời chuyển nắng, nền nhiệt tăng lên mạnh ở mức từ 26 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực miền Trung, dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây và có sương mù nhẹ rải rác. Đến trưa chiều, khu vực này trời cũng chuyển nắng với nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, vùng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận chủ yếu là mưa về chiều tối và đêm. Còn ban ngày trời có nắng, nhiệt độ ở khu vực này sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống ở khu vực phía Nam, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay và ngày mai cho đến 3 ngày tới, ngày có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên từ 30 đến 33 độ, có nơi như các tỉnh Azamba nhiệt độ cao từ 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 32 đến 35 độ ở miền Tây. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ như các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ở mức là 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở cả hai khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn duy trì trời không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, biển lặng